my back. To where? Okay, do that. Go ass. Oh, nice. On it. Mà ông Sai Dai đánh kỳ quá à. Thăng lên đi. Ok. Support hay. Cái pha đầu tiên ấy, cái pha mà nó bắn cung mình ấy. Cái pha đấy quay lại đúc cái giết thằng Ad luôn rồi. Không hiểu lắm. Có thể cứ thế mà lên không? Darling. Yes. Pay attention to me. Thank you. Nature bends towards chaos. Give in or break. Giờ cứ lao vào con áp này là chết mà, đúp được mà chết à.
Đừng có vào đấy, xe nó quy đây. Hình như xe ăn về rồi. Can chưa đút một cái nào luôn á, 7 phút chưa đút một cái nào cả. Chết, tôi chết rồi. Bảy phút chơi không đút một cái nào cả. Give me new soup. Sky. It's lovely. Not as beautiful as. Thanks for ruining it. Victors are the sole authors of history. Time to write our chapter. Is so unsatisfying. What the fuck? Think of something. Hello. Okay. So we're doing this. An ally has been slain. An enemy has been slain. Bởi vậy đâu có win ở đâu. Cuộc đời của tôi nó không win. Only if we want to have fun.
máu kìa. Ui, ui. Đúp một cái nữa chết rồi. Nhưng mà cái quay này chắc là ăn luôn rồi mình không. Ok. All women desire a con. Like they know what to do with him. À, có support là chết rồi. Where they go? If you need me, whistle. You know how to whistle, don't you? Hubba hubba. No, that's not whistling. Sometimes I have to watch my own back. As everyone else says chaos, so be it. Fuck. Cảm ơn anh Phước. Mệt thế chứ. Ông biết nó còn ức chế ở thằng súp kìa. Wow, you here. Mệt chứ, chơi kiểu thua thì không nói đâu, gặp bông súp kiểu này này. Sao? Tinh thần đâu chơi. Ừ, đi luôn đi. Đừng quay đầu. So I do. Con át lên. Xe ăn cả át. I hate flowers. Oh. Bị thần. Thôi đừng. Yo, little help. Hello. An enemy has been slain. Yo.
Sao sống? Làm sao để sống? Não vỡ còn lên cái ấy cơ. Lên cái kiểu đam ấy, đam phép ấy. Mệt ấy. I'll do whatever needs to be done. Sao phát về mít à? Just to be sure. Nó phát theo cũng chết à, bị giết mà chết. Chứ không phải là phát về đâu cả. Cái E đầu tiên tưởng chính nó rồi ấy. Tưởng trúng rồi chứ, trúng trúng kiểu ba tia ấy. Chảy ra không không trúng luôn. Má như kiểu đội ghê. Em vậy. Tavern brawls just seem to find me. Nó còn át là hơn mình nguyên đồ này. Hơn mình cái cục cung này. Sao đánh lại? Ừ, phải tham gia này anh em ơi. Tôi đang tới nè. Không có ăn tiêu. Killed it. Đi farm. Nó đã hơn mình một đồ rồi. Là sao? Là ăn trụ đầu. Ủa, nó nhiều trụ quá. Having people makes me want to stab them. So I do. Mình sẽ lên cùng cung nha. Để team có nhiều tăng. Team có nhiều tăng thì mình lên cùng cung có thể. Kiểu mấy ông tăng nữa thì lao vào ấy. Mình bật cung em mình đánh nhiều đam một lúc. I never walk into a trap unprepared. Thể đợi tôi không? Đúng người. Today.
để cho tên tao. Hello. Come back, Lien. On my way. You remember the Afe waterfall? I just didn't guess. I need to know when the action. Your team has destroyed a turret. Về mua đồ anh ơi, về mua đồ anh ơi. Khỏe liên. Khoái liên. Chắc món cuối phải mua khăn, mình có anti mà. Thế thì cần khăn. I am Raka. What's with the accent? I'm trying something new. You like it? No. No, I do not. Balanced.
bị kẹt kẹt ở đấy nữa. Ok. Con ra van nó vô cái mình chết luôn. Đồ. Đồ ơi đồ. Ra van nó đam. Nó đái. Going to sleep. Maybe. Never be whole again. Chết thằng rồi. Chết nhà anh ơi. Mua cái này. Mình kiếm ra thêm con quan trọng là phải mua cái chiếc lắc. Okay. What was? Good answer. Ra van trôn. Ra van nó định van sót mình. Nhưng mà đâu được đâu. Let's see what these animals can do. Thôi. Talking to people makes me want to stab them. So I do. E toàn xịt. Nói gì chả được. Người ta xanh hết tim.
Bây giờ Bill Gates mà nói mấy câu linh tinh người ta cũng coi là... gọi là gì ta? Kiểu nói gì cũng đúng ấy, bây giờ xanh rồi thì mình nói gì chả đúng. Nên là e toàn xịt nhưng mà vẫn xanh là được. Bây giờ anh Xuân Bắc anh đã có chữ rồi. Đã có kiểu như là chat chữ rồi. Lần anh ấy chỉ lần hết anh không nói gì cả. Thế anh ấy thấy mình xanh anh ấy đã nói. Oh shit. Hello. Okay.